Trận đấu thứ hai ở trong xe đấu đầu tiên. Thế thì xúc tạm 2-0 xe đấu cái đã, rồi tính tiếp. Vâng, đây là Kata trong tay của game thủ U98. Egypt Break. Rồi rồi, Trần Đại Ưng luôn, khắc hệ khắc hệ. Đổi 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 đổi. Thế là cầm Egypt cơ, xin mang người cầm GZ. Trong đó 98 cầm Kata và Thành Lắc cầm AC. Đấy. Đây là bãi quả đầu dành cho game thủ U98. Quân chúng ta vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn đội bạn một chút xíu thôi. Thực ra nếu như mà đội bạn bình luận mà là quân Egypt Break thì đội bạn sẽ báo về là cân. Vì Kata Break trong map này nó ngang ngang theo nhau, nhưng thực ra chúng ta nhỉnh hơn một chút. Bởi vì AC thời điểm đầu ép đời bao giờ cũng hơn Egypt. Cộng với đó là con Kata nó là lạc đà, còn Break nó chỉ là ngựa chém. Và trận diếu này chắc chắn sẽ có những con phù thủy chơi. Anh em vào xem thì có thể like, có thể chia sẻ ủng hộ cho game thủ U98 trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và anh em nào rảnh thì có thể like fanpage của bình luận viên Hải Mario. Anh em nào rảnh có thể like fanpage bình luận viên Hải Mario. Hải Mario, link có ghi ở phần bình luận cho mọi người. Vin được, GTV Thành Lắc. Đấy, rồi có cả fanpage của Game TV Thành Lắc ở phần comment nha anh em. Phần game comment anh em cho Hải Mario và Thành Lắc mỗi người một like, một nút theo dõi fanpage thì là tuyệt vời luôn. Và đây là trận thiếu thứ hai. Hiêu là lùa về dành cho game thủ U98. Tua đi Hải Mario. Vãi cả tua, tua kiểu gì bây giờ? Ok, xin chào anh Công Chính. Bây giờ em không còn là Hải Ngã Tư Sở nữa, bây giờ em chuyển địa bàn hoạt động sang Ngã 7 Ô Chợ Dừa anh ạ. Chỗ Ngã Tư Sở hơi bé, hơi ít người qua lại. Em chuyển sang Ngã 7 Ô Chợ Dừa cho đông đúc, đông đảo anh em theo dõi hơn. Rồi hiêu đầu 7 con thì U98 được đưa về nhà chính luôn, tuyệt vời. Thái Nguyên cố lên. Vãi Hoàng Vũ ông nào đấy, hello Kami thế này chết dở rồi. Giọng của em nghe giống giọng Kami thế cơ à? Hào ơi, không được, không được. Anh lại đem đi chào Kami thế này chết dở đấy. Lại còn hay cá đấy. Một vài đầu có hiệu 7 dành cho U98. Còn đây là mặt máy của game thủ Thành Lắc, Acidian, đôi voi. Ui giời ơi, giời ơi. Cháo gà, kinh thế hả trời. Vâng, thế mà im mỉm nãy giờ không thể nói gì. Sợ thật. À, hóa ra là thấy quả đầu muộn. Bảo sao mà không chỉ voi cho đồng đội xem. Vậy có 5 con voi thì game thủ Thành Lắc ở trong trận đấu này thôi. Ít mà, không nhiều, 5 bè. Và cứ từ từ, đóng S đầu đi, đóng E đi. Rồi bây giờ sẽ là đóng E, sau đó đóng S đầu. Vâng, đây chiếc bé đầu dành cho thủ Thành Lắc, đội dân tiếp theo đóng em, sau đó sẽ là câu voi, 5 voi là đủ để có thể ép đời rồi. Nhưng chắc là còn đồ gì ăn thêm không. Vâng, như vậy là còn 7 hiệu nữa thì thủ Thành Lắc rất tuyệt vời. Ok, chào anh Michel Sáng, hello anh. Thích nhất ông Hải bình luận, ok anh Quang Hiệp. Vâng, đang câu voi về, 98 bắt đầu chửi rồi. Làm sao đây? Úi giời, khoảng cho. Gặp hai sư tử và chết dần. Thực ra là gặp một con sư tử. À hai sư tử toàn đôi đứng với nhau rồi. Và như bất đi giỏi U98 thấy thêm bầy hiêu nữa. Như vậy là có hai bầy hiêu ở trong trận đấu này cầm Kata bài xấu. Chúng ta chưa thắng ở trong trận đấu này mặc dù đội bạn chỉ là Egypt và Greg. Còn bên mình là Kata và AC. Bài 98 hai bầy hiêu. Ngoài ra vẫn chưa thấy thêm đồ và thậm chí là còn chết dần khi gặp sư tử nữa. Thôi đi, nghe mới chết một dần thôi. Vâng, lên giết sư tử và để có thể khai thác bầy hiêu dành cho U98 mà đang đi gió rất rộng rồi. Gió rất rộng rồi đấy. Mà chuẩn bị tình huống quẩy lâu. À đây rồi, bài 3 hiêu lên rồi, bài này xấu. Và trở lại mặt máy Thành Lắc để xem anh câu voi ăn hiêu như thế nào thôi. 25/28, con voi thứ 5 rồi, anh đưa về nhà chính cho mình thôi, chết chắc rồi. Chắc chắn chết. Hiêu 7 dành cho Thành Lắc. Và cũng chết một dân nhưng đã kích đời 80 đã. Ôi hiêu đôi ạ. Vài còn chết dần được thì tôi cũng cạn lời với ông Lắc thôi. Voi gần như thế mà cũng để chết dần. Nhà quê. Vâng, quay đầu. Đáng ra anh đi thêm một đoạn nữa thì có làm sao. Anh dừng lại phi sớm quá thì nó chẻo húc chết. Đúng không? Anh đi thêm một đoạn nữa ra mặt kia, nó vừa là đất rộng để có thể ăn voi, vừa là đỡ bị nó quay đầu húc chết dần. Chẳng qua đang mất tay phi hiêu thôi, đúng không? Đang mất tay phi hiêu nên là mới chết dần. Nói chung bài này cũng có thế khung nhưng khung là hơi rộng. BB sẽ bo sát mép bản đồ này kín không? Có lẽ là chưa kín. Đã kín rồi ạ, ok. Check nha. 26 dân trừ 1 để Thành Lắc khi được cầm Assyrian. Bài này phải to thêm dân ăn gỗ một tí nữa. Bài đội bạn cũng khá đẹp ở trong trận thiếu này. Theo thông tin mà Thành Lắc soi tháng báo về là như vậy. Bài này bo là hơi rộng đấy nhá.
BA sẽ đóng trên này. Đánh tự tin thoải mái luôn. Đây sẽ là BM của game thủ Thành Lắc. Và đây sẽ là BA. Sau đó sẽ dùng BE căng ngang nha. Vâng, màn hình máy của game thủ U98 thôi. Thành Lắc ốc trồ để chết dần. Auto lùa thêm nhiều về chiếc BS để có thể khai thác để cho U98 bài lên muộn. Bây giờ có 500 thực còn chưa lên đời. Bài này kích nhẹ nhàng cuối 11. Bài xấu, bài hiệu lại còn chết dần nữa thì bảo là làm sao mà lên sớm được. Đây là BM. Và BL đóng ở gần bầy hiệu này. Đây sẽ là BL thì U98 một tí nữa ăn vàng một thủ phù thôi chứ biết làm sao bây giờ. Khả năng cao chúng ta sẽ phải đánh thủ thời đầu. Khi mà 98 kích 11-40 với 26 dân trừ 1 của Katarian ăn luôn bãi vàng đây rồi. Em bóng cái S nhân đôi ăn cả vàng một 6 đồ lùa hiệu về ăn luôn bãi vàng đây này. Giữa bản đồ này. Xấu nhưng mà nó không bị công em hiểu không? Em về ăn bãi vàng kia anh sợ rất dễ bị công vì đó là đường đi dò của đội bạn. Đã nâng công nâng cấp công giáp cho ngựa dò. Đấy cho U98. Thành Lắc đã bị Greg chọc rồi. Và 98 đang lao thẳng vào góc 6 giờ. Đây là Greg ở đầu cái, như vậy là Egypt vào trong góc 9 giờ hay là mặt nào đây thì chúng ta chưa biết đã. Vào trong Greg trước và chú ý bo nhỏ bãi vàng và cẩn thận ăn con tê đối phương sang. Nhà không có gì yên tâm đi. Bo bãi vàng vào em ơi. Vâng, tôi biết ngay mà đây là trên đường đi công của đội bạn mà. Mà lại còn bị con tê công vào được không bo nhỏ được cơ. Thế bị thốn. Nếu như ăn bãi vàng kia chấp nhận nó xấu một tí thì lại yên ổn. Khi mà không bị đối phương công vì đơn giản nó ở giữa bản đồ. Đấy. Thôi đổi hướng ra ăn đi. Và đội bạn lên đời rồi, 98 không ăn đủ vàng để sóc phù đây này. Và T đội bạn đã bắt đầu đẩy vào nhà U98. Trận này chúng ta không chơi phù nữa rồi. Vì đơn giản 98 không ăn được vàng. Thôi ăn bãi vàng này đi. Vào ngay từ đầu thì không nghe anh. Rồi bây giờ thì một giò một T đội bạn công vào nhà U98. Cảm thấy nó thôn. Vâng, T của Egypt nâng cấp bánh xe con giò Greg. 98 đã chết khá khá dần trong trận thiếu này rồi. Tham lai là 23, đập chết con giò đội bạn của thủ chú Tếu. Con Tếu đội bạn vẫn còn đây và cẩn thận con giò nó phát hiện ra bãi vàng mới. Lạc đà đã có về thủ thôi. Chết nhẹ nhàng 5-6 dân rồi. Tìm đồ ăn hoa. Vâng, vào đây ăn là bị xúc đấy. Chém chiếc con tê này của đối phương. Thái Lắc còn khỏe không? Bản máy game thủ Thái Lắc. Timeline đang là 30/36. Ê, à xin lỗi nhầm, Greg ở kinh cấp 6 giờ. Tân R đầu tiên của anh đã có 4 BA nhưng chỉ ra được 3 con. Dịa chém đi thôi. Vâng, đội bạn có 3 con chém. 4 cung R đã ra rồi. Rồi bạn sẽ làm một bài tụ chém để có thể kết hợp cùng cung R Egypt đi đẩy. Chứ rồi bạn sẽ không vội vàng lao vào nhà game thủ Thái Lắc thế này. Mặc dù chém là đủ để chơi số lượng cung R game thủ Thái Lắc đang có. Vâng, bắn chiếc con giò đội bạn. Tụ cung R lại. Ờ không, bánh xe nhanh. Khó đấy, phải đợi tơn tiếp theo ra mới chơi được. Rồi lên. Vâng, bài Greg là bài không bánh xe. Và bây giờ thì Thành Lắc phải dí sát vào ăn tơn dân này của đối phương. Vâng, bắn cung bắn chém trước cũng được. Đây là một cái đường mà rất khó để có thể chạy dành cho game thủ chú Tếu. Và thông tin báo về cả Egypt đang sang, phải nhanh để đấy tham chú Tếu. Chứ nếu không để chú Tếu khỏe ra thì mệt. Vâng, thủ đi đây vì 98 đã báo về là đang 2L đều. Nhưng chú Tếu đang tích quần và bây giờ thì Thành Lắc sẽ bị ốp vào nhà BA. Chắc chắn là như vậy. Vâng, phải bắt đầu kéo quân dàn ra để đấu với cung R của Egypt trong tay game thủ xi măng. Điều đây. Vâng, chạy cung R đây, bắn đây. Và Egypt, là cung R Egypt nó đang dồn lên thêm một tơn nữa. Nhưng Thành Lắc đây cũng có 3 tơn để đứng lại. Bây giờ chỉ cần chú Tễu sang thì Thành Lắc auto chết. Nhưng chú Tễu chưa sang chúng ta còn đỡ được. Dên dứ thả diều nào. Tham lại là 41/48 và bây giờ thì chú Tễu sang thật. Chết dở. Và nó vẩy e để cản mặt những con ngựa chém của đối phương. Rất tốt để nhờ thủ Thành Lắc. Nhưng bây giờ chém bắt đầu tuần vào bên trong rồi. 98 phải có quân về cứu thì mới sống được trong trận đấu này chứ không là oảng. Đây rồi, 98 đang ở ngay phía sau, lùi lại rỉa chém trước đi. 98 sẽ chém cung R đội bạn. Và Thành Lắc sẽ phải rỉa những con ngựa chém của Greg trong tay của thủ Luân Ân Tễu. Có 5 con chém trong nhà. Kéo hết cung R bên trong và rỉa đi. Rồi, chém ít máu thì đều đã bị xúc. Nhưng quan trọng bây giờ 98 cũng không thể chém được cung R của game thủ xi măng nữa. Đội bạn đẩy quân lên là rất đều. Và bây giờ thì ruộng của Thành Lắc đang bị chơi. Và kết hợp quân của U98 để bắn với những con cung R Egypt. Nhưng tôi thấy rằng lượng quân của Thành Lắc đang ít hơn đối phương là rất nhiều. Và 98 cũng đã hết lạc đà đây rồi. Một bài đấu xấu dành cho cặp đôi 98 và Thành Lắc. Và chú Tễu thì đang khỏe khi được cầm Greg. Và ăn hết bãi quả luôn. Và các bạn có thể thấy là Tễu chật lực ra một bãi quả này. Thành Lắc thì vẫn có thể sản được quân ra. Nhưng quan trọng làm sao bây giờ thì 98 phải khiến cho game thủ xi măng không thể đẩy quân lên đây được nữa thì mới chơi được. Vâng, đang có những tình huống giữ ruộng nữa thì Thành Lắc còn 200 thịt nữa để anh có thể xong quân. Nhưng nhà BA vẫn đang bị ốp và chém trong nhà vẫn còn 4 con. Và thêm 3 con nữa đẩy lên. Dê lèo Sami Khedera, cầu thủ người Đức. Vâng, đội bạn bắt đầu dồn tân quân này của Thành Lắc rồi. Vâng, thêm một vài cái ruộng nữa ở đây.
Tham Lai là 33 trên 68, mà máy game vụ 98, Tham Lai là 21, đang chém được rất nhiều cung lờ của anh thủ Chi Mang, nhưng đội bạn vẫn cứ 4A đều như bắt tranh đẩy vào nhà thầy Lắc như thế này. Và quan trọng là nhà thầy Lắc vẫn đang còn cung lờ của đối phương nữa, cộng với đó là những con ngựa chém của Greg trong tay game thủ chú Tẹo. Xin lỗi, Tẹo là người được cầm cầm Egypt, còn Chi Mang mới là người được cầm Greg, sorry các bạn. Và Chi Mang có một trận chém khỏe, mình nhầm quân của hai game thủ. Nói chung là đội bạn cũng đang ép rất rát vào nhà game thủ thầy Lắc ở đây. Tham Lai của anh là 27 trên 68, Tẹo cũng đang đẩy cung lờ lên rất đều. Một tên này bắt ở nhà BA, sau đó vào trong nhà bắt sau, gọi 98 vào trong nhà mà bắt. Vẫn xong được quân ra đây này. Bảo chú ý xong quân đi, bắt nốt cung lờ bên trong, ở trong nhà. San mép bản đồ chạy sang nhà 98. Rồi chém đi, chém đi, chém đi. 98 chơi luôn đi. Và 98 chơi luôn tên này vì đơn giản em là lạc đà và Thành Lắc sẽ phải ăn bãi quả này thôi. Phá vẩy em của Thành Lắc để 98 bắt quân. Rất hổ báo, chú Tẹo đi vào góc này và bị Thành Lắc vẩy chết luôn. Không đường chạy. Và ăn bãi quả này thì xong quần nhanh còn kịp. Bắt chết những con quân đối phương đi. Và bây giờ thì Thành Lắc sẽ phải tụ cung lờ mình lại và hồi lại thật nhanh. Phải hồi lại thật nhanh cho thủ Thành Lắc. Và 98 phải bơm thực đây để xong quần ra. Ở trong nhà vẫn còn 3 ngựa chém nữa của Xi Măng cần phải bắt nốt. Một bài Xi Măng không lên bánh xe. Và bây giờ thì Thành Lắc phải kéo cung lờ về bắt tên này. 98 hãy chú ý trong nhà của Thành Lắc kìa, bắt nốt tên này đi. Sát mép. Đấy bài gỗ. Rồi chặn đầu, đón đầu xu thế. Chém. Phá vẩy em Thành Lắc. Ái da, rất tì vào này đó. Bắt được quân đối phương. Nhưng bây giờ thì Tẹo đang khỏe. Thì nhà Tẹo bị bắt rất nhiều quân rồi. Bắt được hết chưa 98? Ra đây. Rồi bơm gỗ đây. Em không dùng gỗ, bơm gỗ đây. Thành Lắc xong ra một vài nông dân ra bán gỗ đi. Nông dân Thành Lắc còn chạy vòng tròn đi ăn gỗ này. Vẽ thêm ruộng. Và bây giờ sẽ phải làm thế nào đây. 98 Tham Lai đang là 23. Vẫn một bài chém khỏe của U98 và 2 lời thì đều như bắt tranh rồi. Tẹo vừa có tên đẩy lại nhà U98. Nhưng bây giờ cần phải sang đánh nhà game thủ Ron Tẹo hoặc là đánh nhà của game thủ Xi Măng. Tẹo đang đốt L của game thủ U98. Vâng, Tẹo đang đốt L U98. Và đang vào nhà Xi Măng để tìm xem đối phương đang làm cái gì. Đối phương đang vẽ một mớ ruộng nhà. Yeah. Đội bạn đang xuống nhà game thủ Xi Măng để bắt quân. Cứ từ từ. Thành Lắc ở chỗ cái bãi quả của màu 8, bãi quả màu 8 nhà L 18. Rồi Thành Lắc sẽ xuống chém luôn em ơi. Dám bà rồi phát luôn. Anh à đông quá thôi anh xin. Vâng đâu Thành Lắc. À Thành Lắc đang bắn phía sau. Rồi chơi con ngựa chém gặp lạc đà đến bây giờ mới là cái khác biệt này. Con lạc đà nó khác ngựa chém cung R là rất nhiều luôn. Chỉ dám chạy bãi vàng em ơi. Rồi Thành Lắc bắn đây Thành Lắc. Rồi ok anh em kết hợp với nhau. Chúng ta cũng cầm cung R thôi, cứ bình tĩnh đi. Điều vào, điều rát vào. Vào màn máy game thủ Thành Lắc như vậy là muốn lùi tên này Tham Lai 40. Dành cho game thủ Thành Lắc đã hồi lại được rồi và 98 vẫn đang ra được 2L. Thành Lắc cũng đã 4A sắp đều. Rồi bắt cung R đối phương. Cái gì đấy chú Tếu? Ông vẩy e. Đội bạn vẩy e kìa, chạy đi anh ơi. Chạy. Cho tí gỗ kìa. Vâng tắc cung R nữa giờ điểm này con tắc cung R. Cho thêm ra đàn gỗ đi anh. Rồi ok. Tham Lai và Thành Lắc đang số là 41, cố gắng lên nào anh em ơi. Trận đấu mà đang rất căng thẳng và Thành Lắc đang quản lại nhà của người cầm Greg bên phía đối phương. Biết rồi, đang chạy vào nhà 18. Và 98 nó bảo là ở nhà vẫn đang có chém. Vậy bo lại đi. Thành Lắc đã muốn bắt chém của game thủ Xi Măng trước. Và Tham Lai của anh đang ở số là 45 trên 76. Một bài đấu mà Thành Lắc cầm cung R của Acidian và đang rất cố gắng quản lại nhà của game thủ Xi Măng và kết hợp cùng 98 để bắt quân. Màn máy game thủ 98 đang bị đối phương đốt L và game thủ 98 đang lủng vào nhà chú Tết một tên. Chú ý nào, Thành Lắc lên đi. Rồi tên này 98 khả năng bị thiêu lạc đà, tên này là đau đấy. Bãi vàng kìa. Bãi vàng bị xung hết rồi. 98 Tham Lai chỉ còn là 19 thôi. 2L vẫn đang bắt đều cho U98, lực là còn nhưng quan trọng là chú Tẹo đang muốn bắt quân của U98 và Thành Lắc phải dồn quân lên ngay. Mà đi máy game thủ Thành Lắc phải đi lên rồi. Màu 8 vừa bị quản nên chạy rồi. Tham Lai Thành Lắc là 53. Vâng đây. Đây là nhà game thủ Tẹo đi vòng mặt trước đây này, đây này, đấy. Vâng, rất đông quân của game thủ Tuấn Tẹo. Kìa ở nhà. Vâng, Xi Măng đang lao vào. Vậy e đỡ nha. Vâng cho Thành Lắc. Các bạn sẽ tách vào bãi gỗ của anh đấy. Bãi gỗ mặt 6 giờ. Bãi gỗ. Rồi chạy đi. Thành Lắc sẽ phải về đỡ nhà tên này. Vâng chém các bạn sẽ chạy vào bên trong. Đám vậy e thì giữ vẫn hở. Vâng vậy e thì dê lèo. Về bắt hết chém đi đã. Và mặt 12 giờ vẫn đang bị đục kìa. Thêm một cái e nữa ở đây. Và còn 3 chém trong nhà bắt nốt đi. Vẽ lại ruộng đi. Úi giời ôi.
và bị một con chém chém bao nhiêu nông dân đây. Tham Lai 52 rất khổ cho Vũ Thành Lắc khi cầm cung R của Acidian. Còn bạn đã muốn tuần tơ ngựa chém này vào, cứ cho đội bạn vào rồi bắt đi vòng ra mặt sau đi. Con chém ở bãi gỗ dưới kìa. Rồi bắt chém tơ này, phá vẩy e. Rồi ăn được chém đối phương, bo nhà lại đi. Và cơ cấu nông dân làm ruộng các thứ nó đầy đủ này. Thời điểm này thì công nghệ của chúng ta cũng chắc chắn là khỏe hơn game thủ Thành Lắc rồi. Bo lại nha. Và đẩy cung R lên trên mặt trên này đi. Tham Lai. Vâng, Tham Lai đánh được đấy chứ. Xi măng cũng chết rồi đấy. Vâng, đây là U98, Tham Lai là 19. Vâng, đang chém được dân của cái thủ xi măng này. Xi măng chết nhiều đấy. U98 vẫn đang giữ được số lượng là đá là cực kỳ đông. Nhưng khoanh ruộng này chắc bị tóm rồi gì. Và cẩn thận các bạn bắt quân kìa U98. Dường như đối phương đang muốn bắt quân của cái thủ U98 đây. Rất đông cung R của game thủ Roland Tẹo đang ở bên nhà xi măng. Kịch cao 6 giờ. Và màn hình máy của game thủ Thành Lắc Tham Lai là 54. Dưới kịch góc 6 giờ. Đấy đấy đấy. Bắt chém đi. Bắt nốt tên này đi. Kìa gặp kìa. Đấu đi. 98. Truy sát tên này đi. Vẩy hết đi. Bắt đứng lại thì đấu kìa. Vẩy vào. Rồi ôi vẩy nữa đi. Đúng rồi. Bắn đi. 98 chém đi. Rồi bắt được tên quân này đối phương. Ở nhà Thành Lắc tôi đang nhìn thấy yên ổn. Nhìn cái bản đồ con của tôi yên ổn. Nhưng bây giờ game thủ sẽ mang đang đẩy một tên quân nữa lên. Thành Lắc phải trèo lên con dốc này để bắt lại tân quân này của đối phương và có sự góp mặt của U98 ở đây. Rồi sẽ kết hợp với lạc đà của Catharian để chơi với những con cung R Egypt. Trận đấu chúng ta đang rất cố gắng. Và đi vào mặt trước, đi vào nhà ốp tễu hay là làm gì thì làm đi. Yeah, bắt hết chém đã, đừng để đối phương móc nữa mà bo kín nhà vào. Rất vất vả với vài con chém của cái thủ xi măng. Vậy e nữa đi. Tốt, vậy tiếp vào. Còn một con chém chạy đi rồi. Chú ý nào, đứng quân lên trên dốc vào chơi. Tham Lai là 58/92 và chú tệ bắt đầu đi quân. Còn tờ này Thành Lắc đứng lại thi đấu luôn, dí hai cung R vào nhau. Và cần phải có tân tiếp viện ra ngay. Còn Thành Lắc đứng lại thi đấu tờ này không biết là có hợp lý hay không. Vâng, anh chạy rồi. Tham Lai 52 lại đứng trên con dốc cao cho mình để thủ. Dân vẫn là xin nhà và tăng nhà ra thứ 5. Tầm xa thì đã 7-2 rồi. Vâng, Tham Lai Thành Lắc là 53. Đấy, quân của bạn đã đứng trên con dốc cao này. Cứ từ từ thôi, đừng vội. Bò hai lớp đi anh. Và bò hai lớp luôn. Xi măng cũng đang ra một vài ngựa chém. Dường như bây giờ xi măng chỉ sóc được một L đều thôi. U98 Tham Lai 14 đang đi ngoáy nhà đối phương. Tệ cũng đang rất to, 49 nông dân rồi. Tầm này thì chắc là Tệ cũng đã đầu máu giáp 4 rồi thì tầm xa 7-2 full công nghệ rồi, full option rồi. Và đang muốn đục vào nhà cái thủ đoàn Tệ tuần này. Đấy cho U98 chém BE để lao vào. Liệu thằng đối phương có biết. Và Thành Lắc phải đấu quân với cái thủ Roland Tẹo đi. Ai không phải e được bắt nữa. Đây là một máy game thủ Thành Lắc bị lọt nhà này. Phải cho anh không e nữa. Tham Lai của Thành Lắc đang là 66. Vâng, nhà bóng 8 thì không còn gì. Kịch góc 6 giờ còn một vài cái ruộng thôi, 1-2 cái ruộng thôi. Còn Tham Lai 66 là thế trận đang rất là căng. Vâng, như vậy bóng 8 lại hồi lại ruộng tại nhà chính. Và phải bắt được quân của đối phương tờ này. Kịch góc 6 giờ đón đầu xu thế chặn hai hướng, không cho xi măng chạy bắn đi. Kìa, vẫn để xi măng chạy. Phá vẩy e Thành Lắc nhưng không thành công ở trong nhà. Chú ý bắt nốt chém của xi măng đi. Và có một con chém đã khiến cho Thành Lắc gặp rất nhiều khó khăn. Tờ này đục thẳng cho nhà Tễu không. Phá vẩy e nhưng không thành công. Tễu đứng quân ở đây rồi. Vâng, lùi lại thôi. Và chú ý bắt quân trong nhà và đội bạn bắt đầu dồn lên nhà BA của game thủ Thành Lắc. Một con chém trong nhà đang khiến cho Thành Lắc gặp rất nhiều khó khăn. Vâng, hồi lại đi. Tham Lai là 67/112 dành cho game thủ Thành Lắc và đang kéo quân về để đỡ nhà. Nhà BA đang bị ốp vào. Và màu 8 game thủ xi măng đang quấy quá khó chịu trận đấu này khi được cầm những con chém của Greg. Bắt tơn chém này của đối phương không có đường chạy rồi. Và kể đen BG không chạy được nhưng Thành Lắc đang bị đốt à. Khoảng 3 kích quân của game thủ Roland Tẹo đang công lên. Và tỷ số được của mình là 1 đều trong trận đấu đầu tiên. Một thế trận khó. Bài của hai game thủ đánh giá là xấu hơn đội bạn ở trong trận đấu này. Bài 98 thì 3 hiệu mỗi nhà lại còn oảng một dân nữa. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu bản lề trong trận đầu tiên thôi, 1-1. Chúng ta cùng chờ đợi trận bản lề trong trận đấu đầu tiên này.